Sau hơn 2 tháng phát sóng thì Rap Việt và Kino Rap luôn khiến cộng đồng mạng hồi hộp, mong chờ vị trí quán quân màu màu xuất hiện. Những cái tên luôn được khán giả nhắc đến của Rap Việt phải kể đến như là Tri Ducky, Ricky Star, MCK, Lăng LD, Dế Chuất, Gonzo, Thành Dro hay cô nàng duy nhất The Linh. Bên cạnh đó, Kino Rap luôn khiến người xem phải dậy sóng bởi những chiến binh chất lượng như là Rick Joy, ICD, Hiếu Thứ Hai, Pháo hay là Tommy. Càng gần đến hồi kết thì khán giả càng tò mò cái tên nào sẽ được vinh danh là người chiến thắng. Hãy cùng với gia đình Việt điểm qua những chiến binh siêu khủng này nha. Đầu tiên là những thí sinh xuất sắc đến từ Rap Việt. Tri Ducky của đội Karik. Tri Ducky hiện là ứng viên sáng giá cho ngôi vị quán quân của Rap Việt. Trong bảng điểm chuyên gia của Zin thì học trò của Karik là thí sinh có kỹ thuật toàn diện nhất. Từ bản rap đôi mắt dựa trên nền ca khúc cùng tên của cố ca sĩ Quang Bi Tuấn Anh trong vòng chinh phục, đến với tiền nhiều để làm gì trong vòng bứt phá, Tri Ducky luôn thể hiện được dấu ấn riêng trong cách rap. Anh đảm bảo được tất cả các kỹ thuật từ flow, gieo vần, punchline, chất giọng lẫn trình diễn. Ricky Star của đội Karik. Ricky Star nổi tiếng trước khi đặt chân lên sân khấu của Rap Việt. Với bản rap Bắc Kim Thang ở vòng chinh phục, anh nhận được 4 nón vàng trước khi chọn về đội của Binzy. Song ở vòng đối đầu thì anh gục ngã trước đối thủ RT, sau đó thì được Karik cứu. Ở vòng bứt phá, nam rapper gây ấn tượng với bản rap Con Nhà Người Ta, đảm bảo về flow, punchline, lyrics lẫn ý tưởng trình diễn. Ricky Star có suất vào vòng chung kết Rap Việt sau khi thắng Lăng LD ở màn rap freestyle trên nền nhạc của Tuliver. MCK của đội Karik. Đội Karik có tới 3 thí sinh vào chung kết, trong đó MCK cũng được đánh giá là một gương mặt thiện chiến. MCK có thế mạnh về rap melody. Ở vòng bứt phá vừa qua thì với bản rap dựa trên câu "Giàu vì bạn, sang vì vợ", nam rapper đã đánh bại Hành Or, một trong những thí sinh được kỳ vọng là quán quân của chương trình. Lăng LD của đội Huawei. Tương tự với Ricky Star thì Lăng LD cũng được cộng đồng biết đến trước khi tham gia cuộc thi rap trên sóng truyền hình. Lăng LD giữ được phong độ qua các vòng chinh phục đối đầu và đặc biệt thành công trong vòng bứt phá. Với bản rap Ở Quê Mới Lên và hình ảnh nam rapper quỳ gối trước mẹ ruột của mình đã chiếm được tình cảm của khán giả. Lăng LD không thắng được Ricky Star trong trận freestyle nhưng đã được Remastic cứu. Giám khảo này chia sẻ Lăng LD là thí sinh duy nhất khiến cho anh phải rơi nước mắt trong chương trình. Dế Chuất đến từ đội Huawei. Từ chú bé lót chắc ở vòng chinh phục đến phiêu lưu ký ở vòng bứt phá, Dế Chuất luôn cho thấy được sự nổi bật về khả năng viết lời, trọng tâm là cách gieo vần. Phần lời đậm chất văn chương sử dụng nhiều chất liệu văn học, trong khi cách đan vần của Dế Chuất cũng rất đầu tư và khéo léo. Ở bản phiêu lưu ký, nam rapper sử dụng thuần thục các dạng thức của từ. Nhiều từ được sắp đặt cách nhau rất hợp lý, chuyển đổi liên tục giữa động từ, tính từ và danh từ. Dế Chuất hiện là một ứng cử viên mạnh đến từ đội Huawei. Gonzo của đội Binzy. Gonzo đến từ đội Binzy vốn không được dự đoán sẽ vào vòng chung kết, nhưng khi các thí sinh mạnh khác của đội Binzy như là Hành Or, Roti đều bị loại thì Gonzo bất ngờ trở thành gương mặt sáng. Trong vòng bứt phá thì anh rap bản thầy Nam với câu "Không thầy, đố mày làm nên". Trên beat old school, Gonzo nhập vai thầy giáo ấn tượng với câu "Không có thầy ta đố mày làm nên, nhưng trò ngoan thì không nên làm cho thầy phải đố". Giám khảo Justati nhận xét, em chỉ cần mang đến đây một bản old school nhưng đã phá vỡ âm nhạc hiện đại trong đầu anh. Thành Dro đến từ đội Binzy. Anh chàng gây tranh cãi khi có suất vào chung kết Rap Việt. Ở vòng bứt phá với bản rap rồng rắn lên mây, kỹ thuật của Thành Dro không bằng với Test từ đội Huawei, nhưng anh vẫn được gọi tên cho vị trí chiến thắng. Test thể hiện được rõ sự nỗ lực cá tính, phong cách, trong khi Thành Dro thì vẫn triển khai rap theo vòng an toàn của mình. The Linh, đội Suboy. The Linh là thí sinh nữ duy nhất còn trụ lại Rap Việt, đồng thời cũng là rapper duy nhất đến từ đội Suboy vào chung kết. Từ bản rap tình yêu bận bịu đến Mặt Sự Đời, The Linh cho thấy được sự nỗ lực trong kỹ thuật rap. Trong Mặt Sự Đời với câu thành ngữ, dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiện ba chân, The Linh chứng tỏ được sự mãnh liệt hơn thường thấy và chơi rap melody tốt. Song cô không phải là người chiến thắng ở bán đấu. The Linh có suất tranh ngôi vô địch Rap Việt là do được Justati cứu bằng nón vàng.
Song song với Rap Việt thì King of Rap cũng là một trong những chương trình được đầu tư khủng, trở thành show truyền hình thực tế về rap đầu tiên tại Việt Nam có giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng tiền mặt. Đặc biệt, quán quân mùa đầu tiên còn nhận được cơ hội đại diện cho Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế Yo MTB Raps Asia, nơi quy tụ những rapper hàng đầu châu lục và được hợp tác thực hiện một MV trị giá 200 triệu đồng cùng với Def Jam Recordings Việt Nam. Vậy ai sẽ là chủ nhân của những giải thưởng hấp dẫn này cùng với gia đình Việt điểm qua những ứng cử viên tiềm năng sau đây nha? Đầu tiên phải nhắc đến Rich Joy. Trong top 5 thì Rich Joy và ICD hiện là hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong dự đoán của khán giả về ngôi vị quán quân. Rich Joy có sự biến hóa về flow, lyric tốt, nhiều phép ứng dụ so sánh lại biết điều chỉnh tông giọng, cảm xúc phù hợp với từng nội dung. Những vòng đầu thì Rich Joy chưa tiết chế được năng lượng biểu diễn, nhưng rapper đã ngày càng tiến bộ. Phần thi ở vòng collab khi Rich Joy kết hợp rap với opera hay đêm bán kết với tiết mục phối cùng nhạc trịnh đã giúp cho thí sinh nhận được nhiều lời khen ngợi. Anh chứng tỏ được sự trưởng thành, có chiều sâu hơn trong cách khai thác đề tài, viết lời. Trong top 5 thì Rich Joy là thí sinh toàn diện và biến hóa nhất. ICD, thế mạnh lớn nhất của ICD chính là viết lời, gieo vần và khai thác đề tài. Phần thi của anh trong đêm bán kết gây xúc động cho khán giả và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Anh viết về tình phụ tử nhưng khai thác từ góc nhìn của người cha dành cho con trai. Các sản phẩm của ICD có nhiều câu nói đầy chiêm nghiệm về cuộc sống thực tế. Với những gì đã thể hiện từ vòng đầu của King of Rap thì rapper 24 tuổi được đánh giá là xứng đáng với ngôi vị quán quân. Hiếu thứ hai là gương mặt dễ đi đường dài nhất trong top 5. Anh chưa xuất sắc về phần lyric, về phần thi cũng chưa đa dạng, đột phá. Tuy nhiên, Hiếu thứ hai lại có flow tốt, bắt tai và bám beat. Rapper Hà Lê dành cho thí sinh điểm 8 về flow, voice và kỹ năng trình diễn. Số điểm của anh chỉ đứng sau Rich Joy. Cộng ngoại hình sáng, biết làm chủ sân khấu, Hiếu thứ hai luôn có phần thi hấp dẫn tạo viral trên mạng xã hội. Tiết mục mượn rượu tỏ tình của Hiếu thứ hai, Wright và Emily hiện đạt 6,3 triệu lượt xem và xuất hiện ở nhiều nơi công cộng. Hiếu thứ hai trung thành với Rap Love, giai điệu dễ nghe, dễ thuộc nên là âm nhạc của anh phù hợp với xu hướng của thị trường và tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả. Pháo khẳng định tài năng ở tuổi 17 và lọt vào top 5 chung cuộc. Trong đêm bán kết diễn ra vào tối 31 tháng 10, Pháo chiến thắng thuyết phục trước Dablo. Tiết mục của cô tuy đôi chỗ khó nghe lời nhưng lyric ý nghĩa, flow điều chỉnh giọng và cảm xúc khá tốt. Cuối cùng, rapper nữ chiến thắng với số điểm khá cao là 10.23. Để lọt vào top 5 thì Pháo đã vượt qua rất nhiều tranh cãi. Khán giả nhận xét nữ rapper một màu, chất giọng nghe chói, đôi khi lyric không có sự liên kết. Tuy nhiên, nhận xét về thí sinh thì Big Daddy cho rằng chủ nhân của hit 2 phút hơn ngày càng tiến bộ và luôn thể hiện được sự cố gắng, nỗ lực của mình trong mỗi phần thi. Tumi ban đầu không được khán giả chú ý, tuy nhiên nữ rapper đã có sự bứt phá để giành được một tấm vé vào đêm chung kết. Việc Tumi chiến thắng V-Show trong vòng collab đã gây bất ngờ. Cô đánh bại đối thủ mạnh ở đúng sở trường của V-Show. Đến với bán kết khi rap trên nền nhạc R&B kết hợp cùng với Mỹ Anh, Tumi đã tiếp tục được giám khảo và khán giả khen ngợi. LK bất ngờ khi Tumi thể hiện tốt nhiều thể loại khác nhau. Flow của rapper ngày càng biến hóa và hấp dẫn. Cô phát huy được thế mạnh trong thể loại Melodic Rap. Ngoài ra, sau cuộc đua bình chọn vào ngày 10 tháng 10 năm 2020, những chiến binh nổi bật trong các vòng đấu trước từng gây tiếc nuối cho khán giả, bao gồm Spidey Boy, Chị Cả, Rika, Nhật Hoàng, Ngắn, Dablo, Color, Wright, Shock No, Captain hay là Kenji nhận được sự yêu thích lớn từ khán giả, chính thức quay trở lại đường đua King of Rap, vòng hồi sinh, để tranh tài giành 3 suất vé may mắn cùng với top 5 tiến thẳng vào vòng chung kết. Thật khó để có thể trả lời câu hỏi ai sẽ là quán quân của Rap Việt và King of Rap 2020, bởi chiến binh nào cũng vô cùng tài năng, vô cùng xuất sắc, mang lại nhiều sự bứt phá không ngờ dành cho dàn huấn luyện viên, ban giám khảo và cho cả khán giả trên khắp cả nước. Không biết các bạn sẽ dự đoán cái tên nào? Còn riêng với gia đình Việt thì mạnh dạn vốn một phiếu cho anh chàng Jidoki của Rap Việt và Hiếu thứ hai của King of Rap nha. Không phải là vì những thông tin rò rỉ đâu, mà chỉ vì nhạc của hai anh chàng này gây nghiện quá đó mà. Còn các bạn thì sao? Hãy suy nghĩ một cái tên cho ngôi vị quán quân của hai chương trình rap đình đám này và bình luận phía bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Nhớ like, share và subscribe cho Gia Đình Việt để cập nhật những tin tức mới nhất nha.